Xin chào các bạn. Theo quan niệm của người Việt, thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi mảnh đất trên đất nước của chúng ta đều có những đặc trưng riêng. Song một số nơi nổi tiếng sản sinh ra những doanh nhân lớn, mang lại giá trị cá nhân lẫn cộng đồng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu top 10 tỉnh sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất, có khối lượng tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Hà Nội, 10 tỷ phú. Vùng đất địa linh nhân kiệt thủ đô Hà Nội không gây bất ngờ khi trở thành lò tỷ phú lớn nhất cả nước, cụ thể như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 27.203 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng, hàng không, tập đoàn đa ngành. Bà Phạm Thu Hương, 16.888 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản, công nghệ. Bà Phạm Thúy Hằng, 11.279 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản, công nghệ. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, 3.726 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Ông Nguyễn Ngọc Quang, 2.724 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Ông Doãn Gia Cường, 1.775 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Ông Hoàng Quang Việt, 689 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Ông Đỗ Quang Hiển, 646 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và đầu tư, tập đoàn đa ngành, bảo hiểm. Ông Nguyễn Văn Tô, 458 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản. Ông Nguyễn Hoa Cương, 397 tỷ đồng, lĩnh vực thiết bị và công nghệ phần cứng, thiết bị điện. Thành phố Hồ Chí Minh, 4 tỷ phú. Được xem là trung tâm kinh tế của cả nước, Hòn Ngọc Viễn Đông có 4 tỷ phú chứng khoán xuất thân từ mảnh đất này. Cụ thể như ông Đặng Thành Tâm, 2.724 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản, công nghệ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến, 429 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản. Ông Trần Thanh Phong, 381 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản. Ông Dương Ngọc Minh, 321 tỷ đồng, lĩnh vực thủy sản. Ba, Hà Tĩnh, 4 tỷ phú. Hà Tĩnh vốn nổi tiếng là vùng đất văn chương với tên tuổi đại thi hào Nguyễn Du và là vùng đất học của cả nước. Miền đất này còn là quê hương của vị tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, Phạm Nhật Vượng. Ông cũng là tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh trong lần xếp hạng gần đây nhất. Cụ thể như ông Phạm Nhật Vượng, 214.250 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản, công nghệ. Ông Nguyễn Trọng Thông, 1.797 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản. Ông Đoàn Hồng Việt, 1.377 tỷ đồng, lĩnh vực công nghệ. Ông Nguyễn Thiều Quang, 1.303 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng, hàng tiêu dùng. Bốn, Quảng Ngãi, 3 tỷ phú. Mảnh đất miền Trung Quảng Ngãi góp mặt 3 tỷ phú có giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng. Cụ thể như ông Nguyễn Văn Đạt, 12.453 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản. Bà Cao Thị Ngọc Dung, 1.680 tỷ đồng, lĩnh vực thương mại. Ông Võ Thành Đàng, 875 tỷ đồng, lĩnh vực cây công nghiệp. Nam Định góp mặt 6 tỷ phú có tổng giá trị tài sản 23.000 tỷ đồng. Cụ thể như ông Hồ Xuân Năng, 10.732 tỷ đồng, lĩnh vực vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Đức Tài, 7.741 tỷ đồng, lĩnh vực thiết bị và công nghệ phần cứng, thương mại. Ông Trần Tuấn Dương, 3.790 tỷ đồng, lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Ông Đinh Quang Chiến, 524 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản, sản xuất điện năng. Bà Nguyễn Thị Hà, 440 tỷ đồng, lĩnh vực thương mại, ô tô và phụ tùng. Ông Nguyễn Bá Dương, 343 tỷ đồng, lĩnh vực thực phẩm.
tỷ phú. Mảnh đất được xem là vựa lúa của miền Bắc và là quê hương của 3 vị tỷ phú chứng khoán với tổng tài sản khoảng 3.000 tỷ đồng. Cụ thể như ông Tô Hải 2.266 tỷ đồng lĩnh vực chứng khoán và đầu tư, thực phẩm. Bà Chu Thị Bình 1.094 tỷ đồng lĩnh vực thủy sản. Ông Đỗ Cao Bảo 561 tỷ đồng lĩnh vực công nghệ. Bảy, Quảng Nam 4 tỷ phú. Xứ Quảng là nơi sinh ra 4 nhà kinh doanh tiếng tăm trên nhiều lĩnh vực với tổng tài sản gần 11.000 tỷ đồng. Cụ thể như ông Trần Lê Quân 4.706 tỷ đồng lĩnh vực thiết bị và công nghệ phần cứng. Ông Trương Gia Bình 3.544 tỷ đồng lĩnh vực ngân hàng, công nghệ, thiết bị và công nghệ phần cứng, giáo dục và dịch vụ chuyên nghiệp. Ông Lê Phước Vũ 1.792 tỷ đồng lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng. Bà Trương Thị Thanh Thanh 807 tỷ đồng lĩnh vực công nghệ. Tám, Hải Phòng 3 tỷ phú. Vùng đất hoa phượng đỏ Hải Phòng cũng góp mặt 3 tỷ phú trên sàn chứng khoán Việt Nam, có giá trị tài sản khoảng 5,5 tỷ đồng. Cụ thể như ông Lê Văn Quang 1.000 tỷ đồng lĩnh vực thủy sản, ông Đỗ Hữu Hạ 3.502 tỷ đồng lĩnh vực thương mại, ô tô và phụ tùng, ông Đào Duy Tường 1.193 tỷ đồng lĩnh vực ngân hàng. Thanh Hóa 4 tỷ phú. Mảnh đất giàu truyền thống xứ Thanh không chỉ là quê hương của nhiều nhân vật nổi tiếng trong những lĩnh vực liên quan đến văn hóa, chính trị mà còn là nơi sản sinh ra nhiều doanh nhân tài năng cho cả nước. Cụ thể như ông Nguyễn Duy Hưng 2.622 tỷ đồng lĩnh vực chứng khoán và đầu tư nông nghiệp, ông Lê Thanh Thuấn 1.061 tỷ đồng lĩnh vực bất động sản, thủy sản, ông Nguyễn Hồng Nam 1.060 tỷ đồng lĩnh vực chứng khoán và đầu tư, ông Nguyễn Thiện Tuấn 865 tỷ đồng lĩnh vực bất động sản. Bình Định 5 tỷ phú. Đất võ Bình Định là quê hương của 5 vị đại gia chứng khoán Việt, trong đó tên tuổi của ông Đoàn Nguyên Đức đã trở nên quen thuộc không chỉ tại lĩnh vực kinh doanh mà còn lấn sân sâu rộng sang lĩnh vực bóng đá. Cũng chính vì vậy, vị đại gia này nổi tiếng nhiều hơn với tên gọi là Bầu Đức. Cụ thể như ông Đoàn Nguyên Đức 2.061 tỷ đồng lĩnh vực cây công nghiệp, bất động sản, cao su, thủy điện. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa 440 tỷ đồng lĩnh vực sản xuất thép và khai khoáng, bao bì. Ông Bùi Pháp 1.472 tỷ đồng lĩnh vực xây dựng. Bà Nguyễn Thị Như Loan 948 tỷ đồng lĩnh vực bất động sản. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua top 10 tỉnh thành sản sinh ra nhiều tỷ phú có khối lượng tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán. Hy vọng trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều tỉnh thành có nhiều tỷ phú hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!